Nathan Lee bị trộm bẻ khóa biệt thự trong lúc đi diễn. Nam ca sĩ cảm thấy bất ngờ vì nơi anh sinh sống luôn có bảo vệ túc trực 24/24, vẫn bị trộm đột nhập bẻ khóa. Mới đây, Nathan Lee đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chia sẻ bị mất trộm tại nhà riêng. Nam ca sĩ cho biết tối ngày 7 tháng 7, trong lúc anh đi diễn từ thiện cùng với gia đình và em gái, các biệt thự của anh đã bị trộm đột nhập, thậm chí bẻ khóa để đột nhập vào nhà. Tôi đã rất sốc vì quanh khu vực nhà tôi sinh sống luôn có bảo vệ túc trực 24/24, thậm chí được lắp camera an ninh kiểm soát gắt gao. Vậy mà khi về tới nhà, chìa khóa của nhà tôi đã bị kẻ gian cắt gãy, Nathan Lee nói. Tuy vậy, giọng ca chuyên trị opera vẫn may mắn không bị tổn thất về vật chất bởi nhà anh có hệ thống báo động và chiếc khóa bị cắt chỉ là khóa phụ. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn khẳng định từ nay trở về đi sẽ tăng cường an ninh để trường hợp này không bị tái diễn nữa. Nathan Lee chia sẻ do từ nhỏ anh sinh sống từ nước ngoài nên không có thói quen giữ tiền mặt hay của cải vật chất giá trị trong nhà. Thứ duy nhất anh trưng bày trong căn hộ của mình là bộ sưu tập cây cảnh, các loại ly tách với hình dáng đặc sắc và bộ đồ chơi được đặt mua từ nước ngoài. Vũ Hà từng ghét và không nhìn mặt Đàm Vĩnh Hưng nhiều năm. Từng là người dìu dắt Mr. Đàm đi hát và trở thành bạn thân 20 năm, Vũ Hà cho biết đã có lúc hai người ghét nhau đến mức không nhìn mặt. Gặp Vũ Hà tại một sự kiện do Mr. Đàm tổ chức, nam ca sĩ tỏ ra khá lặng lẽ, chỉ ngồi một góc theo dõi bạn thân tỏa sáng trên sân khấu. Nam ca sĩ tâm sự trước đây, anh từng là người dìu dắt ông Hoàng Nhạc Việt đi hát. Thế nên khi nhìn thấy Đàm Vĩnh Hưng thành công và có chỗ đứng vững chắc như ngày hôm nay, anh không ghen tị, chạnh lòng mà cảm thấy tự hào về người bạn thân đã từng gắn bó 20 năm. Trong bất cứ dự án nào của Đàm Vĩnh Hưng, nhiều khán giả vẫn thấy Vũ Hà lặng lẽ xuất hiện và ủng hộ. Không ít người cảm thấy tò mò về tình bạn thân thiết giữa anh và Mr. Đàm. Chúng tôi là bạn bè thân thiết của nhau hơn 20 năm, lại có nhiều điểm tương đồng về tính cách lẫn ngoại hình. Ngày Hưng chập chững đi hát, tôi còn là người dìu dắt và giới thiệu show diễn cho cậu ấy. Tuy bây giờ Hưng đã trở thành ngôi sao lớn của showbiz Việt, nhưng tình bạn lâu năm giữa chúng tôi vẫn bền chặt. Dù ngoài đời hay trong công việc, chúng tôi vẫn hỗ trợ nhau hết mình và chưa bao giờ thiếu vắng người còn lại. Suốt thời gian chơi chung, cả hai có bao giờ giận dỗi và bất đồng quan điểm. Không chỉ cãi cọ bình thường, hai đứa thậm chí từng ghét nhau đến mức không nhìn mặt. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc chúng tôi thân nhau quá nên nhiều người không ưa. Họ tìm cách xuyên tạc, đâm chọt khiến cả hai hiểu lầm nhau suốt một thời gian dài. Những ngày đầu đi hát, Hưng có cách thể hiện rất giống Thanh Lam nên tôi từng chê bai thẳng thừng. Mày đừng bắt chước hát như Thanh Lam nữa, nghe mày hát thấy gớm. Cái tôi của Hưng quá lớn. Câu nói thẳng thừng của tôi khiến Hưng bất mãn và giận dỗi bỏ đi. Lúc này nhiều người biết hai chúng tôi giận nhau nên đổ dầu vào lửa, nói rằng Đàm Vĩnh Hưng chê bai, tuyên bố từ nay trở đi không muốn thu âm hay hát chung với Vũ Hà. Thời điểm đó tôi đang nổi tiếng hơn Hưng nên khi nghe họ nói như vậy tôi cực kỳ tự ái. Đó cũng là lúc tôi phát điên và tuyên bố không nhìn mặt Đàm Vĩnh Hưng. Phải mất mấy năm sau chúng tôi mới giảng hòa và nhận ra mọi hiềm khích của cả hai là do người khác đâm chọc, bị chuyện. Quen biết nhau 20 năm, lúc này chúng tôi đã đủ trưởng thành để phân biệt đâu là sự thật, đâu là giả, để không bị họ dắt mũi như trước. Nhìn thấy bạn thân Đàm Vĩnh Hưng liên tục đắt sâu, xuất hiện đầy rẫy trên mặt báo lẫn truyền hình, còn anh là im hơi lặng tiếng, hỏi thật anh có cảm giác chạnh lòng. Chẳng có lý do gì tôi chạnh lòng, tị nạn thành công của Hưng. Ngay từ đầu chúng tôi đã đi hai con đường khác nhau. Hưng vẫn còn độc thân, chấp nhận cuộc sống cả đời vì nghệ thuật để đổi lại những gì cậu ấy có như hôm nay. Còn tôi là người đàn ông của gia đình, chấp nhận lặng đi ở con đường ca hát để chăm lo cho tình yêu của mình. Nên việc tôi đi chậm hơn người khác cũng là điều hiển nhiên. Thấy Hưng thành công và tỏa sáng như ngày hôm nay, tôi mừng còn không hết, làm sao có chuyện chạnh lòng. Khi thấy Đàm Vĩnh Hưng có những phát ngôn gây sốc, scandal gây ồn ào, tranh cãi dư luận, anh có tâm sự và đưa ra lời khuyên cho bạn thân thiết. Có chứ, lần nào Hưng vướng scandal, tôi cũng nhắn tin, gọi điện khuyên Hưng nên bình tĩnh, tránh đưa ra những phát ngôn nhạy cảm. Nhưng tôi quá biết tính cách của cậu ấy, mỗi lần đụng chuyện là cực kỳ thẳng thắn và nóng tính, có tìm cách mấy cũng không được. Cũng tại Hưng nổi tiếng quá nên mới thành miếng mồi để dư luận cộng đồng mạng cấu xé. Điều gì khiến một ca sĩ từng thích nổi loạn, chiêu trò nổi tiếng một thời gian Vũ Hà thay đổi tính cách và sống chành lạnh như hiện nay?
Thời còn trẻ cứ nhắc đến Vũ Hà là người ta sợ vì tôi quá ngổ ngáo, chơi trội, lúc nào cũng thích cầm đèn chạy trước ô tô, nên suốt ngày bị dư luận chê bai, chửi bới. Sau khi bước qua ngưỡng tuổi 30 và lập gia đình, tôi bắt đầu chững lại và nhận ra mình đi quá xa. Nếu cứ tiếp tục sống lố, diễn lố như vậy, tôi sợ ngay cả gia đình, bà xã cũng chừng hững và không theo kịp tôi. Đó là lúc tôi quyết định sống chậm lại và biết nghĩ cho những người xung quanh nhiều hơn. Thời điểm đó, bà xã anh có ý kiến gì trước ồn ào về giới tính của chồng? Những tin đồn như thế đã xuất hiện từ lâu lắm rồi, bà xã cũng chẳng quan tâm hay bận lòng về những gì người ta nói về tôi nữa. Ngày trước cũng do tôi mặc đồ lè lẹt, diêm dúa quá nên mới bị đồn thổi không hay, nhưng đó là phong cách thời trang của hầu hết nghệ sĩ thời đó. Nghề nghiệp bắt tôi phải diễn xuất và xuất hiện với hình tượng như vậy, nhưng ngoài đời thì tôi không như thế. Tôi cũng không áp lực hay quan tâm người ta nói gì về mình, vì làm nghệ sĩ thì phải chấp nhận thị phi. Người ta càng nói ra nói vào về mình, điều đó càng chứng tỏ tôi càng có sức hút để họ phải quan tâm. Bà xã tôi cũng hiểu điều đó nên chưa bao giờ cô ấy hỏi tôi về những tin đồn xuất hiện tràn lan trên mặt báo. Khi nhiều nghệ sĩ thường xuyên khoe xe sang đồ hiệu, biệt thự triệu đô, làm sâu chục tỷ, anh tự tin mình đã có gì trong tay khi quyết định lui về hậu trường lo cho gia đình. Tôi không có quá nhiều như họ, nhưng cũng vừa đủ sống để an nhàn đến cuối đời. Nhìn tôi điên trên sân khấu là thế, nhưng ngoài đời tôi là mẫu người rất cẩn trọng. Tôi rất sợ người ta nghĩ mình khoe khoang, nên không bao giờ hê lên cho thiên hạ biết những gì mình đang có. Sau mấy mươi năm đi hát và dành dụm, tôi đủ tự tin để khẳng định rằng người ta có cái gì, Vũ Hà cũng có cái đó. Chỉ là tôi không khoe ra như số đông nghệ sĩ thường làm. Cảm ơn anh về những chia sẻ. Cùng là Mặt Mộc, Harry Won hiện tại khác xa ngày trước. Chỉ sau vài năm, mặt mộc của Harry Won đã thay đổi đến ngỡ ngàng. Dù đã 32 tuổi, Harry Won vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ, xinh xắn như gái mới ngoài đôi mươi. Thậm chí nhiều fan còn nhận xét rằng so với 4-5 năm trước đây, trong hiện tại, nữ ca sĩ còn trẻ trung hơn. Điều đó đã chứng minh khi so mặt mộc quá khứ và hiện tại. Hồi mới bước chân vào showbiz, Harry Won khá xinh xắn, nhưng mặt mộc của cô nàng vẫn bị đánh giá là kém sắc hơn hẳn trong lúc trang điểm. Nhìn Harry Won lúc nào cũng mệt mỏi và thiếu sức sống, làn da ngâm đen lộ rõ thâm quầng. Tuy nhiên hồi đó Harry cũng đã chinh phục được fan hâm mộ bởi sức mộc mạc và đáng yêu. Đặc biệt cô khá thoải mái trong việc để mặt mộc trên chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên thời điểm hiện tại mặt mộc Harry Won còn xinh xắn tươi tắn hơn trước rất nhiều. Chỉ một chút son thôi cũng đủ khiến cô nàng rạng rỡ tự tin. Rõ ràng Harry càng ngày càng trở nên đẹp hơn. Cô nàng cũng khá tự tin nên dù đi ra ngoài chơi với chồng, nữ ca sĩ cũng không trang điểm nữa. Hạnh phúc trong tình yêu giúp Harry Won càng ngày nâng tầm nhan sắc. Bằng chứng Cường Đô La đi Mỹ với Hà Hồ sau khi chia tay với Hạ Vi. Tất nhiên khi người trong cuộc chỉ úp mở thế này thì dư luận cứ mặc sức đồn đoán thực hư của câu chuyện. Bỏ lại sau lưng những ồn ào thị phi suốt thời gian qua và việc cả hai bị nghi, khiến cho Cường Đô La hết yêu Hạ Vi, Hà Hồ vừa đem chuyện tình yêu của mình đi lưu diễn ở nước Mỹ xa xôi. Lần xuất ngoại này của Hà Hồ rất đặc biệt khi cô đem theo cả gia đình đi cùng như một chuyến đi kết hợp giữa công việc và nghỉ dưỡng. Sẽ không có gì đáng nói nếu như dư luận đang đặt nghi vấn một điều bất thường trong chuyến đi này. Theo đó, trên trang cá nhân của mình, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận vừa chia sẻ tấm hình chụp trên đất Mỹ cùng Trấn Thành và bé Su Bell. Địa điểm anh check-in cũng chính là địa điểm mà Hà Hồ vừa cập nhật. Điều này chứng tỏ hai người đi cùng đoàn với nhau. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý chính là việc anh đánh dấu tên cả Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La vào dòng trạng thái kể lại câu chuyện trong chuyến đi của mình. Và dòng trạng thái này cũng được thiếu gia phố núi đồng ý xuất hiện trên trang cá nhân. Chính vì vậy, nhiều người đang đồn đoán rằng Cường Đô La cũng xuất ngại cùng Hà Hồ trong chuyến đi này. Điều này không phải không có cơ sở khi mối quan hệ của cả hai người ngày càng thân thiết.
Còn nhớ sau khi chia tay, Cường Đô La đến với Hạ Vi, còn Hà Hồ yêu đại gia Kim Cương. Thời điểm này hai người chỉ thi thoảng mới xuất hiện cùng nhau khi đưa con trai Subel trong các hoạt động. Thế nhưng thời gian gần đây, cả hai bỗng dưng thân thiết bất ngờ. Hà Hồ mượn siêu xe của chồng cũ, hai người đưa con đi chơi, đi trà đá vỉa hè với bạn bè và chụp hình rất thân mật với nhau. Cường Đô La bây giờ cũng là người không vướng bận tình yêu nên chuyện thân mật của hai người được cho là hơn hẳn thời gian trước. Cũng chính vì quá thân thiết nên từng có tin đồn cặp đôi tái hợp cách đây không lâu. Thế nên chuyện nhiều người cho rằng Cường Đô La đang ở Mỹ với Hà Hồ là rất có cơ sở. Tất nhiên khi người trong cuộc chỉ úp mở thế này thì dư luận cứ mặc sức đồn đoán thực hư của câu chuyện.